Xin mời cộng đồng ở sách Thánh Ca cộng đồng bài số 97. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha vẫn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Trong kinh quý sơ cùng toàn thể quý anh chị em, hôm nay chúng ta cùng tạ ơn Chúa với tất cả những tình thương Chúa ban cho chúng ta. Trong tuần lễ nghỉ lễ như thế này, đó là dịp để chúng ta sống với Chúa, để chúng ta có thể sống với nhau trong tình nghĩa anh em cùng một con cái cha trên trời. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho nhau và cách riêng chúng ta trong thánh lễ này. Thì bỉ cầu nguyện cho bà cụ Teresa Trần Ngọc Yến mới qua đời tại Irvine, cùng như chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Lê Văn Hai, đó là thân phụ của thầy Tùng bên khối giáo dục vừa qua đời trong tuần vừa qua. Chúng ta cùng thành tâm sám hối mọi lầm lỗi thiếu sót mà chúng ta đã phạm mất lòng Chúa. Thôi xưa nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa luôn xót chúng con. Xin Chúa luôn xót chúng con. Xin Chúa Kitô luôn xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin cậy Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ con và Chúa đã khuyến dụ được con. Chúa đã hùng mạnh hơn con và thắng được con. Suốt ngày con đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo con. Mỗi lần con nói, con phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho con bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Con đã tự nhủ rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng con như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương con, xương cốt con kiệt sức không chịu nổi nữa được. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao nhàn thánh Ngài. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con mong tìm Ngài, con mong gặp Ngài, linh hồn con trông ngóng, thể xác con mong Chúa như đất khô trông chờ cơn mưa rào. Mong tìm đến thánh đài chiêm ngắm thiên nhan, uy phong ngập trời, vinh quang rạng ngời. Ân tình Cha cao vút còn quý hơn, mang sống miệng lưỡi con ca tụng chúc khen Ngài. Con nguyện ước suốt đời luôn chúc tụng Cha, giơ tay khẩn cầu uy danh của Ngài. Tâm hồn con no thoa
được chưa tràn ơn thánh, miệng lưỡi con không ngừng hát khen ngài. Con được Chúa ấp ủ dưới cánh tay luôn, ban ơn phù trợ trong cơn hoạn nạn. Linh hồn con vui sướng được kết liền trong Chúa, tay Chúa luôn dắt dìu kẻ tôi chung. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy căn tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt đẹp, tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Khi mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy Thầy, không thể thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chân ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai lược lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người,
Và bây giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trong kinh quy sơ quý của ông bà và toàn thể anh chị em, được lời lại cả thế gian này mà mất linh hồn nào được ích gì? Chúng ta được lời lại cả một thế gian mà mất linh hồn, có nhiều người còn thấy nó cân bằng, nó có thể đánh đổi. Nhưng mà khổ nỗi là mình mất linh hồn chỉ vì một chút lợi lộc nào đó của thế gian thôi, chứ không phải là lợi lộc cả thế gian này. Mình cũng đành mất cả linh hồn khi lợi lộc chỉ cần một chút xíu nhỏ mọn thôi. Thưa quý anh chị em, lợi lộc một chút xíu đó là gì? Ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn nắm đến trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, đó là lời mời gọi của Chúa để có thể theo Ngài, để có thể trở nên môn đệ của Ngài, để có thể được hạnh phúc mà Chúa trao ban cho chúng con. Chúng ta đó là sự sống đời đời, đó là chúng ta hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Khi nói đến sự từ bỏ, đôi khi chúng ta cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Bởi vì ngày nay người ta luôn đề cập nhiều đến cái vấn đề đó là chúng ta hãy là chính mình. Tức là mình hãy sống những gì là chính mình đừng có thay đổi cái gì cả. Những gì mà Chúa ban cho mình như thế nào thì mình hãy sống như vậy. Nói đến cái ngôn ngữ của những cuộc đạo. Nhưng mà cái ngôn ngữ ở ngoài người ta chỉ có nói là mình hãy là chính mình đi. Những gì mình thuộc về mình thì mình hãy sống như vậy. Thì mới là con người của mình thực sự mà mới phát triển được tất cả những cái khả năng với tất cả những cái gì nó là độc đáo của riêng con người mình. Như lời mời gọi của Chúa hãy từ bỏ chính mình đây theo cái nghĩa như thế nào thưa quý anh chị em? Chắc hẳn là mỗi khi chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa ngay từ ban đầu, nhưng mà bởi vì mỗi một người trong chúng ta vì tội lỗi đã nhập vào thế gian này, và rồi nó đã thay đổi cái hình ảnh của Thiên Chúa trong con người của chúng ta. Do vậy khi từ bỏ chính mình nghĩa là chúng ta từ bỏ những gì thuộc về mình, những gì thuộc về cái tôi của mình, những gì thuộc về sự xấu xa tội lỗi của con người của mình, để chúng ta mặc lấy trở lại cái hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Vậy từ bỏ đi chính mình nghĩa là chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn, một Thiên Chúa toàn năng, toàn ái, toàn thiện trong đời sống của chính mỗi người trong chúng ta. Như vậy khi mà những gì nó thuộc về mình quá nhiều thì tức là phần Thiên Chúa không còn là của mình nữa, còn là chỉ có riêng là phép phần của mình thôi. Do vậy mà muốn có phần Thiên Chúa dồi dào hơn, phong phú hơn trong cuộc đời của mình thì mình phải từ bỏ đi những phần thuộc về mình. Những phần đó là gì thưa quý anh chị em? Thưa là những gì mà nó đi ngược lại với hình ảnh của Thiên Chúa, đi ngược lại với dung mạo của Thiên Chúa, với những tinh thần của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Và một cách cụ thể đó là cái tôi của chính mình. Cái tôi đem lại những đau khổ cho anh chị em của mình. Cái tôi có thể làm cho chúng ta mất ơn nghĩa cùng Chúa. Cái tôi có thể làm cho chúng ta có thể cả cuộc đời này mình chỉ đem lại những sự bất hạnh cho những anh chị em của mình mà thôi. Cái tôi làm cho chúng ta xa Chúa hơn. Cái tôi có nhiều khi làm cho chúng ta không sống một cuộc đời như là cuộc đời của Thiên Chúa muốn, và mình lúc nào cũng xoay quanh cái sự cứng cỏi, cái sự cứng lòng với cái sự kiêu ngạo của chính bản thân của mình mà thôi. Và đó là từ bỏ chính mình. Phải chăng là chúng ta từ bỏ những gì mà nó đi ngược lại với tinh thần của Thiên Chúa, với lối sống của Thiên Chúa, với cách thức của Thiên Chúa là đứng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng? Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Ngài nữa. Thập giá của mỗi người trong chúng ta như thế nào? Có thể là chúng ta đi tìm thập giá để cho cuộc hành trình mình lúc nào cũng chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều sự khổ ải trong cuộc sống này.
lúc nào cũng thấy cuộc đời nó đầy tràn những sự khó khăn trong cuộc đời của mình. Thưa quý anh chị em, thập giá ấy nhiều khi nó xảy đến nơi chúng ta và chúng ta không hay, không biết, chúng ta không muốn, nhưng nó vẫn xảy ra. Không có nghĩa rằng chúng ta là đứng thánh như là các thánh đi tìm thập giá, đi tìm những nỗi gian lao vất vả cuộc đời này, đi tìm những nỗi nhục nhặn của cuộc đời này. Chúng ta không cần tìm đâu xa mà nó ở ngay trong chính mình, bởi sự tham vọng của chính mình quá cao, bởi vì mình không bằng lòng với những gì thuộc về mình, bởi mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu, lúc nào cũng cảm thấy không đủ, lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời của mình như là không bằng người khác. Do vậy mà càng ngày chính bản thân của chúng ta cũng đầy tràn tất cả những thánh giá mà chúng ta đang phát. Có nhiều khi chúng ta đầy đủ tất cả mọi sự, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy u buồn, chúng ta vẫn cảm thấy khó khăn, chúng ta vẫn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống này, và chúng ta vẫn cảm thấy căng thẳng với cuộc đời này. Và đôi khi chính những người mà có đầy đủ tất cả, họ lại tìm cái chết, họ tìm lấy một cái cuộc đời sống không còn cái niềm vui và cuộc sống của họ nữa. Thưa quý anh chị em, như vậy thập giá đó không có nghĩa rằng người nhiều hay ít, mà do cái sự nhìn nhận, cái sự của cái một cái dấu mà chúng ta lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời mình không đủ, cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy thiếu một cái điều gì đó mà mình chưa cảm thấy hài lòng với cuộc đời này. Do vậy mà nó cũng khiến cho chúng ta cứ phải bồn chồn, lo lắng, lo âu với cuộc đời, khiến cho thập giá càng nặng nề thêm. Chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn biết mỗi một người trong chúng ta ai cũng có những thập giá riêng. Không cần gì người khác phải chất nặng thêm cái gánh giá nặng nề nữa, mà bởi vì chính chúng ta đã đủ những thập giá của cuộc hành trình của chúng ta rồi. Do vậy làm sao để chúng ta có thể vác trọn vẹn cái thánh giá mà Chúa gửi đến như lời mời gọi của Chúa trong ngày hôm nay? Thưa quý anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận thập giá đó, nhìn nhận những khó khăn đó, nhìn nhận những gì đang xảy ra với chúng ta ngoài những ước muốn đó, và nhìn nhận cái đó chúng ta biết thánh hóa. Chúng ta biết để xin Chúa thương giúp cho chúng ta có thể cùng hiệp thông với Chúa Giê-xu trong cuộc đời khổ nạn của Ngài. Chúng ta biết chấp nhận tất cả những điều đã xảy ra với chúng ta không hay không tốt đó. Chúng ta vui lòng chịu đựng, chúng ta vui lòng chấp nhận vì hạnh phúc của gia đình, vì hạnh phúc của người thân của chúng ta, vì sự tốt lành dành cho những việc mà chúng ta đang làm cho những anh chị em của mình, cho những sự thăng tiến của cuộc đời này, của những người thân yêu của chúng ta. Và chúng ta vui lòng chịu đựng tất cả những điều đó vì Chúa, vì sự hạnh phúc cho những người anh chị em của chúng ta. Và đó cũng là dấu để nói lên chúng ta rằng chúng ta vác thánh giá của Chúa mỗi ngày. Nói như thế để rồi chúng ta chứ nghĩ rằng Chúa mời gọi vác thánh giá cho nên tôi muốn sống sao cũng được, người khác buộc cũng phải vác thánh giá mà. Đó là lời mời gọi của Chúa. Thưa quý anh chị em, thập giá trong cuộc đời của mỗi con người của chúng ta, dù họ có khổ nạn hay không, họ có cuộc đời họ có lam lũ hay không, cũng đã quá nhiều những thập giá cho họ đã vác rồi. Nội chúng ta sinh hoạt với nhau, mỗi người một tính khí khác nhau. Nội chúng ta sống chung với nhau trong cùng một nhà, và ngày này sang ngày khác, tính tình mỗi người một khác nhau, càng ngày tính tình càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng có những cái khác biệt một cách mạnh mẽ hơn. Và đó khiến là thập giá của cuộc đời của mình không cần gây cho nhau, nó cũng đầy tràn những thập giá đó rồi. Do vậy mà Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thập giá mình đi theo Chúa, thì cũng là lòng lúc chúng ta cùng ngẫm nghĩ thập giá của cuộc đời của tôi cũng đã quá tràn đầy rồi, tôi cũng phải bớt đi những cái thập giá đó cho những người đang sống chung quanh tôi. Do vậy mà cuộc đời của mỗi người trong chúng ta cần mỗi ngày cần phải triệt tiêu đi những thập giá mà mình đem lại cho những anh chị em của cuộc đời của chúng ta,
bởi vì họ cũng đã có đủ thánh giá hàng ngày để họ vác rồi, cho nên tôi không cần gì tôi phải chất nặng thêm những gánh thánh giá, những cái đau đớn cho cuộc đời của họ bởi qua những lời không tốt, bởi qua tất cả những cử chỉ hành động của chúng ta một chút hớ hên nào đó cũng để cho họ đau khổ rồi. Cuộc sống của chúng ta có thể khi chúng ta sống ở bên hoàn cảnh này, ngày xưa quý cụ có cái sức chịu đựng rất là dẻo dai, bởi cái lối sống của bên Việt Nam có thể từ nhỏ đến lớn đã vất vả, đã loang toang, đã bắt đầu chịu đựng, do nên cái cuộc hành trình thập giá của các cụ ngày xưa đã chịu đựng. Còn ngày hôm nay dường như là mọi người trong chúng ta được sống lớn lên ở tại đây, được sống trong một cái môi trường mà hoàn toàn mình cũng không đối diện trước những khó khăn thử thách nhiều, cho nên con người ta đối diện trước những thử thách, những khó khăn, những lời nặng nề của người này người kia nhiều lúc không chịu nổi. Thưa quý anh chị em, một số anh chị em của mình rất là bị nhạy cảm bởi những lời chỉ cần nhỏ nhẹ thôi cũng đã để cho họ mất ăn mất ngủ, cũng làm cho họ đau đớn rồi. Do vậy chúng ta hãy cùng cẩn trọng với tất cả lời ăn tiếng nói của mỗi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta hãy nhìn nhận thập giá chính mình cũng đã đủ, đừng chất thêm những gánh nặng, những vất vả, những thập giá thêm cho tất cả những anh chị em của mỗi người trong chúng ta. Khi tôi gặp một người thanh niên, tôi hỏi tại sao mà đến giờ phút này mà anh chưa lập gia đình vậy? Anh mới nói là lập gia đình hay không lập gia đình nó cũng có cái khổ của nó, thưa cha. Mình không lập gia đình thì khi về già thì mình sẽ khổ, nhưng mà mình lập gia đình thì bây giờ mình sẽ khổ cho đến lúc già. Như vậy thì rõ ràng là khi mà cuộc đời sống gia đình của cô anh chị em, khi mà bước vào trong đời sống gia đình là bắt đầu một cuộc hành trình khổ cho đến lúc già rồi. Do vậy mà chúng ta ngẫm nghĩ được điều đó, để lời mời gọi của Chúa hãy từ bỏ chính mình, vác thánh giá của chính mình. Chứ Chúa không nói là hãy từ bỏ những ý riêng của người khác, hãy vác thập giá của người khác. Chúa không nói vậy. Hãy từ bỏ chính mình và vác thánh giá của mình, tức là mỗi một người trong chúng ta đã có đủ những thập giá của chính mình để vác, để theo Chúa rồi. Chúng ta đừng bao giờ chất nặng thêm những gánh thánh giá cho những người đang sống bên cạnh chúng ta nữa. Hãy ý tứ trong lời ăn, tiếng nói, trong những cử chỉ, hành động, để lúc nào cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người mà chúng ta sống bên cạnh chúng ta. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đánh vào thăm gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chiều cố hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời cứ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, con đường thập giá theo chân Chúa nhiều chông gai, gian nan, thử thách. Chúng ta cần ơn Chúa để có thể vượt qua tất cả. Với lòng khiêm tốn, chúng ta xin Chúa đoái thương lắng nghe lời khẩn nguyện. Hãy hiến thân làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho các đấng trong hàng giáo phẩm luôn sống trung tín với ơn gọi tận hiến, vượt thắng mọi cám dỗ, phó thác cuộc sống trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi dân nước trên địa cầu được tin nhận biết Chúa, để trong mọi hoàn cảnh đau thương khốn cùng, họ còn có niềm tin, có nơi tựa nương tinh thần, để cuộc sống của họ luôn bước đi trong hy vọng và bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết tẩy rửa những vết nhơ của tâm hồn bằng cách cố gắng từ bỏ các thói hư tật xấu, sống khiêm nhường bác ái, tin yêu phó thác, để xứng đáng là con Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trường Giáo lý Việt ngữ Tô Ma Thiện vừa khai giảng năm học mới. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho các thầy cô giáo luôn giữ được tình yêu thương học sinh, hăng say truyền dạy đạo đức và kiến thức, và các em học sinh có tinh thần sốt sắng học tập, ngoan ngoãn, vâng lời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi giáo dân, giáo xứ chúng ta luôn có tinh thần hiệp nhất yêu thương, góp công góp sức, hy sinh vì lợi ích chung, đoàn kết nâng đỡ nhau trong tinh thần xây dựng, để ngôi nhà thờ mới sớm được khởi công và hoàn thành. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đường chân lý Chúa đi dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc thật nơi quê trời. Xin Chúa cho chúng con quyết tâm từ bỏ mọi hư danh thế gian để theo chân Chúa. Chúa là đứng hằng sông hằng có đời đời. Xin mời sát thánh ca cộng đồng bài số 119. Thank you.
của anh chị em, để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ta tụng tôn vinh danh Chúa và biểu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho cô lễ này đem lại cho chúng con muôn vàng hưởng phúc, để mầu nhiệm cứu rỗi chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng ngàn hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần thánh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản thân phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản thân đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo bên các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoa nghị trước tôn nhang, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thân, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa, ta nói những cô lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tôi nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta hưng, bẻ ra và trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì cả con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Các con này làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ngầu gần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Apple và Đức Giáo Mục Phụ Tá Kelly chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Thomas, Anna, Gioan, Jacobe,
Giuse Hieronimo Domenico Simon Ferro Anton Cecilia Paolo Green linh hồn Teresa và linh hồn Lê Văn Hai mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nghe đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin chơi tay được vào quần ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng Người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu, dù chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh lý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chế muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đấng chiến Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phú cho ai được mời đến dự tiệc chiến Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin
còn con sẽ lành mạnh. Xin mời sách thánh ca cộng đồng bài số 25. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên mọi sự. Xin cho con chỉ biết yêu mến và làm đẹp lòng Chúa với tất cả tâm tư, lời nói, hành vi và thái độ của con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm và sự bất xứng của con, để từ nay con thuộc trọn về Chúa và làm sáng danh Chúa mà thôi. Xin cho con được sống trong sạch, khiêm nhường, bình an và bền độ. Trên con đường Chúa đã định cho con dốc lòng yêu mến Chúa trong mọi người và làm cho mọi người yêu mến và thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúa đã xây dựng hội thánh trên nền tảng các tông đồ và Đức Giêsu Kitô là viên đá góc tường. Chúng con thân cầu xin Chúa ban phúc lành cho công trình xây ngôi thánh đường mới tại giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng con. Xin Chúa thương ban cho công trình này từ thời sự cho đến hoàn thành luôn tiến triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa, để chúng con thêm lòng sốt sắng thờ phượng Chúa, cùng lãnh nhận muôn vàng phúc lành, niềm vui và bình an tràn đầy từ lòng thương xót bao la của Chúa. Xin Chúa ban ơn soi sáng để chúng con biết ý nghĩa công việc chúng con đang làm, biết từng việc phải làm, cùng làm mọi sự trong đức tin, lòng mến và sự hiệp nhất tôn vinh Chúa. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả những ai hy sinh và quang đại đóng góp chân cung xây ngôi nhà thờ mới này. Chúng con xin Đức Mẹ Maria và Thánh Ca Giuse cầu bầu cho chúng con và phụ giúp cho công trình xây dựng này. Chúng con xin hết lòng kinh dâng mọi lời ta ơn và tâm nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc Thiên Quân. Xin cho bí tín này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con nghe lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý anh chị em cùng an toàn trong giây lát. Trong thời vừa qua chúng ta cũng nhận được tin đó là ông Lê Văn Hai mà chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông, đó là thân phụ của thầy Tùng thuộc về bên khối giáo dục, thầy đang giúp giáo lý bên khối giáo lý của chúng ta. Chúng ta xin hiệp ý cầu nguyện cho ông, xin cùng chia sẻ với gia đình của thầy Tùng cũng như toàn thể các anh chị em với tất cả những sự mất mát mà gia đình đang phải gánh chịu. Giáo xứ để tiếp tục cùng đồng hành với thầy cũng như toàn thể gia đình để cầu nguyện cho cụ Lê Văn Hai cũng như toàn thể gia đình. Xin Chúa chúc lành cho thầy cùng toàn thể gia đình. Thưa quý anh, trong tuần tới đây là giáo xứ của chúng ta sẽ có ngày dân thánh lễ thành lập hội Legio Maria và ngày thứ sáu lễ sinh nhật Đức Mẹ. Xin anh chị em là những con cháu của Legio Maria cũng như mới chúng ta cùng đến tham dự thánh lễ này như là thánh lễ khởi đầu cho việc sinh hoạt Legio Maria trong giáo xứ của chúng ta. Xin cảm ơn quý anh chị em. Tuần này giáo phần xin chúng ta giúp đỡ cho trường Đại học Công giáo tại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy cái trường Công giáo duy nhất của Giáo hội Hoa Kỳ để đào tạo các linh mục, những người là những giáo sư cùng dạy trong các chủng viện đều xuất phát từ trường Đại học Công giáo này. Quý anh chị em cùng đồng tay giúp đỡ cho trường, đó là có cái thùng ở đằng sau của anh chị em sau thánh lễ qua sẽ trợ giúp cho trường trong vấn đề đó. Và giáo xứ của chúng ta cũng sẽ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ của hội đồng mục vụ cũ và giáo xứ sẽ bầu lại hội đồng mục vụ mới
Cho nên bên giáo xứ bên tôi cũng mới bổ nhiệm và một ban tổ chức bầu cử, và danh sách của những người trong ban tổ chức bầu cử được ghi ở trong tờ mục vụ trong tuần này. Quý anh chị em cùng hiệp thông để tiếp tục cầu nguyện để cho giáo xứ của chúng ta bầu lại một ban hội đồng mục hội đồng mục vụ mới cho nhiệm kỳ 24 đến 28 tới đây. Xin một hai tuần nữa thì hội ban tổ chức bầu cử sẽ phổ biến cho quý anh chị em về cách thức sẽ bầu cử như thế nào. Tuy nhiên trong những ngày này chúng ta hiệp thông cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta bầu ra được một ban đúng theo thánh ý của Chúa. Xin cảm ơn quý anh chị em. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà bên nhà bếp vẫn có những món ăn thịnh soạn cho quý anh chị em. Quý anh chị em nhớ sau thánh lễ nhớ ghé qua nhà bếp để chúng ta cùng thưởng thức những món ăn mà nhà bếp và một số anh chị em đã hy sinh ở lại để cùng dọn bữa ăn cho chúng ta hôm nay. Xin anh chị em cố gắng sang để ủng hộ cho nhà bếp. Và sau đây cũng xin giới thiệu với anh chị em, đó là Sơ Loan thuộc dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, cùng như em Xuân Hy, em Xuân Thi, đó là Sơ Coi Máy Ấm Khiếm Thị, Trung tâm Khiếm Thị Nhật Hồng ở bên Việt Nam. Hôm nay Sơ có đưa em Thi, cũng là một trong những em sinh hoạt trong nhóm Trung tâm Khiếm Thị. Xin cùng có đôi lời đến toàn thể của anh chị em. Xin mời em. Dạ, lời đầu tiên cho con xin được phép kính chào tới cha quý sơ cùng toàn thể quý ông bà và quý cô chú. Con là Xuân Thi, đến từ Trung tâm Khiếm Thị Nhật Hồng tại Việt Nam, do các sơ dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức chăm lo và cũng là những người giáo dục chúng con. Thì hôm nay nhờ được sự cho phép của cha xứ thì chúng con được đến đây để mà bày bán những cái sản phẩm mà vừa các sơ mà cũng vừa là chúng con chung tay góp phần để mà xây dựng được những cái nền kinh phí lo cho các bạn tại Việt Nam. Thì mong quý ông bà và quý cô chú mở rộng vòng tay mua để ủng hộ cho chúng con để có thêm thu nhập lo cho các bạn. Thì con cũng xin được cảm ơn cha và quý sơ cũng như là quý ông bà, quý cô chú bằng rất là nhiều, và cũng nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống hết trên tất cả quý cha, quý sơ, quý ông bà cũng như là quý cô chú, và mong là Chúa sẽ ban xuống cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ thì con cũng không có biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Thì để tỏ lòng biết ơn thì con cũng xin hát tặng cho quý cha, quý sơ, quý ông bà, quý cô chú một cái bài hát. Mà bài hát này là cho một chị Kiếm Thị sáng tác để nói lên cái tâm tình của người mù chúng con. Thì sau đây con xin hát bài Với Ngài Con Mãi Là Tuyệt Tác. Từ khi con chưa sinh ra, Chúa đã chọn con rồi. Ngài dựng nên con hôm nay, dẫu rằng con không nhìn thấy. Tuy trong đôi mắt người đời, con là người khiếm khuyết, nhưng trong đôi mặt Ngài, con lại là tuyệt tác vô song. Trong đôi mắt gian trần, con nguyện là kẻ tối tăm, nhưng trong đôi mắt tâm hồn, niềm tin con lại được tỏa sáng. Vâng, con xin cảm ơn Ngài đã tặng ban cho con cuộc đời này.
Vâng, con xin đón nhận những gì Ngài đã trao ban. Rồi hôm nay con đây sẽ bước đi giữa đời. Nguyện đời con luôn tin yêu và trọn niềm tin thác. Dù trong đôi mắt con đây vẫn còn tràn ngập bóng tối, nhưng bên con có Ngài, con sẽ tự tin bước đi. Trong đôi mắt gian trần, con nguyện là kẻ tối tăm, nhưng trong đôi mắt tâm hồn, niềm tin con lại được tỏa sáng. Vâng, con xin cảm ơn Ngài đã tặng ban cho con cuộc đời này. Vâng, con xin đón nhận những gì Ngài đã trao ban. Vâng, con xin đón nhận những gì Ngài đã trao ban. Dạ, con xin hết. Xin cảm ơn sơ cùng em Xuân Thi. Tạ ơn Chúa các em đã cảm nhận được dù cuộc đời mình như thế nào đều là tuyệt phẩm mà Thiên Chúa đã tạo dựng, và đó là niềm tin thật là tuyệt vời để qua cuộc đời của chúng ta luôn là bài ca cảm tạ Chúa là lúc nào cũng thương yêu chúng ta, và mỗi người Chúa tạo dựng nên chúng ta đều có một mục đích của Ngài. Và các sơ cũng đồng hành với tất cả các em để cùng Ngài giáo dục huấn luyện các em, để các em trở nên những người con cái của Chúa, những người tốt lành cho xã hội. Và đó là những công việc rất là tốt lành mà các sơ đang làm ở trong nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Trên 500, 600 em khiếm thị như em ở đây, từ nhỏ đến lớn đều do các sơ đều ở trong trường, trung tâm đều lo cho các em. Cho nên quý anh chị em cùng rộng tay để giúp đỡ cho sơ cũng như trung tâm có những phương tiện cần thiết để nuôi dạy các em trở nên những người tốt lành, con cái của Chúa. Giờ đây xin mời anh chị em cùng đứng và chúng ta nhận phép lành của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời đã xong, chúng anh chị em đi bằng an. Xin mời sẽ thánh ca cộng đồng bài số 301. Thiên thần xin cứu giúp chúng con.